Em không anh Trung? Em không? Vui không? Vui. Cảm ơn ơi. Cảm ơn Hồ. Cảm ơn Hồ. Quay một vòng ơi. Quay. Coi chừng đụng đầu. Thích không? À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ có dịp trở về xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hôm nay thì qua đây với lại anh Phúc để tìm về cái hoàn cảnh của anh Châu, người mà có rất thờ rất là nhiều tượng Phật ở dưới một cái gầm cầu. Và anh Phúc đây cũng chính là ân nhân của anh Châu. Anh đã sửa cho anh Châu một cái, cất cho anh Châu một cái mái ấm ở dưới cái gầm cầu đó, hộ rất là nhiều của mọi người. Và trong đó đặc biệt có cô Duy ở Mỹ, thì có gửi số tiền về cho 2 triệu cho Bùi Hồ. Và vì thời gian sợ gấp rút nên Bùi Hồ gửi cho anh Phúc trước. Và đến thời điểm hôm nay thì anh Phúc đã mua được những cái đồ cần thiết cho anh Châu mà theo ý nguyện của cô Duy. Ở đây thì mình mua được gì anh ha? Theo ý cô Duy thì mua một cái mền, cái gối, với cái áo ấm, với cặp nón. Dạ. Cho em đi ra mùa trời nắng. Dạ, rồi thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ đi lại đó ha. Dạ. Cũng cách đây cũng khá là lâu nên Bùi Hồ mới có dịp quay trở lại của tỉnh Long An. Thì công việc của anh Phúc thì cũng khá là lu bu. Khi anh làm cái công việc là quay chậu kiển để bán nên nó có thời gian nó cũng cập nên hai anh em hôm nay mới có dịp lại nơi anh Châu sinh sống nè, xem cái phản ứng của anh như thế nào. Lúc nãy thì mình cũng có lại nhà anh và thông báo cho anh một cái tin mừng, như vậy thì anh cũng khá là mừng. Anh Châu thì hiền hay anh Phúc ha? Ơi chú Bùi Hồ đang xuống nè, xuống là cô Quy hôm trước gửi 2 triệu nè phải không? Bữa nay là chú tiện dẹp là chú mua nè, theo lời cô Quy. Sao dẹp? Nè là cái đó là bị đòn. Chửi đâu chửi, coi chú mua mà chửi cái gì? Không có chửi. Cái này là của cô Quy bên Mỹ gửi cho con biết không? Nãy là nói nó mua đồ rồi đó. Đó. Dẹp đi nhiều mà chửi. Chửi đâu chửi, cái này thì cô Quy gửi cho con chứ phải có mấy tặng đâu mà chửi. Mày kêu tao tiền rồi, đâu ông kêu tao tiền rồi. Cho tiền để con để mua đồ chứ không có mua điện thoại biết không? Không có mua điện thoại, mua máy móc vậy chơi là chú không có cho. Mà, thấy không? À, chú không có cho mua biết không? Ông khổ cho em mua đâu. Đây nè. Nè mua nè. Mua mền bồng dưới đây nè, là lấy áo ra mặc rồi làm quay cho cô Quy thấy là cô Quy gửi tiền. Rồi bây giờ mình sẽ mặc lên đẹp trai được không? À. Cô Quy thấy cái điều kiện đó, cô Quy còn mày đặng chửi ao. Không có chửi. Chửi là con đòi mua điện thoại mới chửi, còn thôi tự... bây giờ mình không. Không. Không có chửi. Không có chửi. Rồi lấy. Mày gãy mày chạy ghế đi, chạy ghế đi. Không bị đòn. Cái này là này là đúng. của cô Quy bên Mỹ á chứ không phải. Rồi. Đây đây là cái này. Không bị đòn nó hở nghe. Ghế ăn bao lâu? Lì là chú Phúc cuốn nghe chứ. Lì nó. Ghế ăn bao lâu? Lì là chú Phúc cuốn. Cái áo bên kia kìa. Anh Châu, cái này là gì? Cái này cái gì ạ? Không chửi đâu á. Chửi đâu mà chửi, cái này cô Vi gửi cho con chứ phải của. Đây nè, cái áo ấm đúng không? Đây nè, mặc vô rồi coi quay phim cho chú Bùi Hồ quay phim đưa lên cho cô Vi thấy là. Cho coi cái này đẹp không? Thử cái đồ đẹp ơi. Đẹp nè, mặc vô coi. Mặc vô đàng hoàng. Rồi cô Vi móc cỡi cô Vi nữa nha. Mặc vô đi rồi quay cho tôi đẹp trai coi. Mặc vô đẹp trai ơi. Ơi đẹp trai ơi. Nói lì lại mốt chú ơi, tôi ghét cả nhà. Không quay nữa. Mày cứ nào đi. Chửi đâu mà chửi. Em hộ hoài. Không có chửi. Đừng có đầu vô điện thoại là không ai chửi. Mua hoài luôn á. Mai mốt rồi. Đó. Mua cái khác biết không? Ơi minh tinh luôn. Không có chửi đâu. Không có chửi. Ớn rồi. Không có ớn cái gì đâu. Mới bảy cặn mua hộ hoài. Đẹp ha. Em thấy đẹp á. Đẹp phải chưa? Đẹp ghê không? Dữ vậy má. Trời ơi, nón đội nón lên nữa ơi. Hai cái nón luôn, đi trắng là đội nón hả? Không có đi đầu trần nghe không? Không phải được bệnh, được chích thuốc. Để bệnh là mốt bác sĩ là bỏ luôn, không chích thuốc này đậu nóng thử coi cho cô Vi thấy mốt. Bệnh là chết queo đó. Đó. Trời ơi. Thấy chưa? Đẹp trai không? Đó.
Rồi vô đi. Đâu đâu đẹp không? Đẹp không? Cái này chút vậy nè. Nó móc đi là nón vô hai cái nón là thay đổi phải không? Nó nè. Chị á mai mốt quẩy đi. Tiền của cô Vi gửi cho con đó là chú. Ông kia ai nói ông kia. Ông kia khác nữa. Chú Mùi Hồ đây nè. Mập là khác. Mập là hôm cho bánh cho sữa gì đó. Cho sữa. Cho tiền nó không. Cho sữa rồi đó. À. Rồi vậy là em rồi. Tôi làm rượu nè. Mì nè. Mua ra ngồi nè. Nè. Thấy chưa? Mua ra ngồi ta mua ra nè. Cái này là mới là hồi mới là viết miếng giấy cho ông đưa tiền mua. Đúng rồi, thằng này kêu không nghe mà tôi nói mua đồ cho nó chứ đừng đưa tiền dạ. nó mua đồ. Nó mua điện thoại bậy bạ với mà thẻ nhớ gì đó. Đây nè, nói nè, là mai là mấy cái đó là giặt hết phải không? Gom giặt hết đi rồi. Ở trong đó anh Châu có gói chưa anh Phúc? Có cái gói mà gói cũ rồi mai bỏ cái đó hết không? Bỏ đi. Mấy cô có cho gói gì nằm lên gói lộn. Đây nè, con mền này là con mền này nó ấm nè. Mền này ấm lắm, thấy không? Đây nè, đâu vô đó, đâu vô đó trùm mền thử coi nha. Đâu vô cho đẹp mà thấy. Cởi nó ra, lấy nó ra. Ơi. Sao không cái con kia chung vô dở vậy, mũi móc mũi vô sao? Kéo con kia. Nè, gói nằm gói coi. Thôi. Nằm gói đàng hoàng rồi, là đắp mền. Cái kia bỏ đi, cái kia đem ra ngoài bỏ đi. Đem ngoài bỏ đi cũ rồi. Bỏ rồi đó mà mày mày vậy. Rồi. Dục ngoài luôn, cái đó dục ngoài luôn. Nó cũ bỏ đi. Mày mốt là kéo cái này là chung vô đừng dở lên mũi vô nghe không? Rồi tối ngủ thì sao đâu? Đúng rồi. Ơi ấm rồi. Quá trời đẹp im mày. Thôi giả cái mồm cho em coi đi anh. Đâu nằm xuống thử coi. Em không anh Châu? Em. Em không? Vui không? Vui. Cảm ơn ơi. Cảm ơn Hồ. Rồi được rồi. Vậy nó có gì đâu. Trời bà cặn mua hoài, bà cặn cười. Đúng rồi. Mua hộ ra, cho mua hộ ra. Mai mốt đừng mua nữa ha. Không mua hộ đâu. Mua thổi nữa rồi bà bãi mấy chuỗi chứ không mua. Áo đẹp không? Đâu đứng coi. Rồi, quay một vòng coi. Rồi. Coi chừng đụng đầu. Thích không? Thích áo này không? Không. Sao không thích? Đây là có thương lót quần dài không? Mốt rồi có chút đi chợ mua cho quần dài nữa. Ồ, có quần dài rồi. Có quần dài không? Có, cho ai kêu ông kêu không? Ông kêu cho. Quần tây á. Không, ông dự. Quần tây bác mặc cái nịch vô. Cốt. Cốt phải rồi, mốt có mua cho quần dài mà có nịch luôn. Đi đâu ăn tani vô, đi đám ăn tani vô biết không? Đẹp ha. Rồi vui rồi. Cảm ơn Hồ. Cảm ơn cô Di. Cô Di. Cảm ơn cô Di. Thôi. Rồi cô Di ơi. Ra là cái phần tiền hôm trước cô gửi á là hôm nay cũng mua đồ cho anh Châu rồi là tổng cộng 580.000. Còn lại là 1.420.000. Đây. Là cũng báo cô là chắc cái số tiền này tôi sẽ giữ đặng con mốt em Châu có cần thiết gì mua cho nó cho để đưa cho nó mua mà đồ và bậy bạ hết, hai vụ nó mua đồ chơi này kia hết. Còn phần 1.420.000 này tôi sẽ giữ để cho em nó khi nó điều kiện nó không có tiền ăn thì đưa cho nó ăn uống hàng ngày. Thông báo với mọi người thì trong video clip này thì có được áo với lại mền với lại gói được cho anh Châu là nhờ sự ủng hộ của cô Duy Việt Kiều Mỹ, và để có được cái máy ấm như thế này thì đó là một cái công rất lớn của anh Phúc, và anh Phúc là một người hàng xóm rất là tốt bụng cất cho anh một cái máy như thế này, và kể cả luôn những cái cào cắt cái nhà đâu nè, cắt chó nhà nè, bỏ cầu nhà bỏ nhớ mẹ cắt nhà với cắt cào chưa cắt nhà. Cắt cho được cái ở dưới gầm cầu này đẹp rồi, mốc. Rồi thắp nhang thắp nhang rồi. Ủa nay không mặc áo nữa hả? Để chơi nó con mặc áo nhớ ở đó nghe không. Lúc trước coi đẳng thấy cái nhà sụp sệ trời ơi, mưa dột lo ngồi con đêm ngồi không. Ban đêm có khi mọi lần nó ở cho chị đó là nó không có ngủ được cái gì á, nó thấp cái số sáng đêm vậy đó, thức ra là nó ngồi nó sách cái tờ nào theo tờ nấy, nó thẳng băng luôn. Đây là đâu làm vậy là gọng gãi nè. Nhờ có anh Châu thì giữ được cái phần tiền đó thì có nghĩa là chi tiêu bao nhiêu đưa cho ảnh đi thôi, ảnh làm mất hết à. Đúng rồi, mua ba sẽ nhớ mua bậy bạ vậy nè chứ.
Anh đâu cũng... chai, làm ủ xa tiệm. Ừ. Đủ chai. Rồi. Biết mặc áo áo nâu vô cúng luôn á. Mới gặp mà chửi đâu? Thấy bữa tặng chửi. Không có chửi, mốt đừng cái đầu mua bậy đi là phải tặng thương chứ ta thương ta mới gầy. Mua lo. Ta thương mua lo. Thương là ta mới gầy đó, ta không thương ta mới gầy đâu. Nó mắt mày rồi mày ngang mắt mày tặng. Chưa mua giá mấy mắt. Hỏi là mua hỏi. Rồi rồi. Lại ba lại đấy nha. Cắm cho sâu xuống để nó ngã, con cắm cho sâu sâu trứng. Không biết mấy cái rồi dư rồi dư luôn, cắm luôn đi, cắm thật luôn đi, cắm ba cây luôn. Rồi lại đó. Ba cái nút này cần gì mà rửa, nó còn phải rửa sạch hết trơn, bắn vô chai mà nó rửa hết trơn cái chậu vậy. Giỏi quá. Ê, không ngày có ăn bánh không? Anh Châu? Không, bánh à. Bánh nhiều quá ha. Trời, người này người kia trời. Rồi, có nón đó, mai mốt là đi nắng, không có đội nón, không có đi đầu trần nữa nha. Mốt đội nón lên, đi đội nón lên, hai cái phải đổi. Một cái à. Thì đâu bỏ nhà hai cái, còn đem đi đổi. Ồ, anh đốt này nè. Anh coi chừng cái phần mà... phần mũ á, nó phải xa xa ra để đâu mai mốt sửa ấy, cháy. Rồi hôm nay thì thấy được cái tượng ở đây nữa hay gì ạ? Đây là ai nè, anh Hùng, anh Châu. Hùng. Hùng là sao anh? Là sao? Hùng với cái con cá đòi. Đâu, mày phải không? Hùng. Không có kiến rồi giờ thấy không rõ. Hùng. Nó Hùng, Hùng cá đòi cậu á. Phải mà Hùng, giờ phải mà Hùng không ơi, vậy mời. Mời Hùng ạ. Phải không? Là sao anh thật? Cũng như trước hồi đó đó. Là bán lấy cho nó bán số ở bên đồ cậu á. Nuôi nó cũng như lấy cho nó bán. Rồi sao nó không chết rồi thì nó lấy hình nó thờ luôn tới giờ á. Ồ. Hôm trước hết có nghe nói một lần. Đồng hồ ta cho. Ở này là đồng hồ ta cho đây không? Đi chạy. Ôi hay ha, mấy giờ rồi? 2:30. Cái gì cũng 2:30 thôi. Không, hồi trước thì nó nói nó có 2 tuổi em, chứ còn ngày qua coi cái clip ngày qua nó coi được nói được 25 tuổi rồi. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn cô Duy, xin cảm ơn cô bác quý anh chị, và đặc biệt là cảm ơn anh Phúc rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi em về nha anh Châu nha. Rồi, cảm ơn đi. Cảm ơn chú Bùi Hồ. Quay phim kìa. Cảm ơn cô Duy ở bên Mỹ. Cảm ơn. Rồi tối nay ngủ ấm nha.